Sống càng bao dung thì gia đình càng hạnh phúc ấm êm. Trong gia đình, nếu mọi người bao dung với nhau thì cuộc sống ngày càng hạnh phúc, tình cảm vợ chồng ngày càng mặn nồng. Các thành viên trong gia đình càng bao dung nhau thì cuộc sống càng hạnh phúc. Vợ chồng càng bao dung nhau thì tình cảm càng mặn nồng. Hàng xóm láng giềng càng bao dung nhau thì cộng đồng sống ngày càng tốt đẹp. Bạn bè bao dung nhau thì mối liên kết thân thiết càng lâu dài. Đồng nghiệp bao dung nhau, sự nghiệp càng thuận lợi, cuộc sống sinh hoạt không phải chiến trường nên không cần tranh giành phân cao thấp. Người với người hiểu nhau nhiều hơn sẽ bớt đi sự hiểu lầm, tâm liền tâm sẽ giúp tăng thêm phần bao dung và bớt đi sự phân tranh. Kỳ thực, bao dung càng nhiều thì cuộc sống càng vui vẻ, những thứ tốt đạt được càng nhiều. Con người thường nhìn vào những thứ vật chất trước mắt mà lo được lo mất, không muốn dùng ánh mắt của mình cùng nhận thức để tìm hiểu xem mình có bao nhiêu phần bao dung. Đừng nói xấu sau lưng người nào đó nếu không muốn mình cũng bị nói xấu như thế. Trên đời, không chỉ người mắc lỗi bị nói xấu mà càng là người tài giỏi xuất sắc lại càng bị ghen ghét nhiều hơn. Tất cả sự vật thế gian đều bị người bình luận, huống chi một con người. Bớt nói một chút không chỉ không mất gì mà còn đạt được điều tốt đẹp gấp 3 lần. Một số việc yêu cầu chúng ta phải nhẫn nại, không được phẫn nộ. Một số việc cần chúng ta nhún nhường, không cần truy cứu. Nói bớt đi không chỉ không có thiệt thòi gì, nó còn giúp người đó đạt được gấp 3 lần. Nước sâu sẽ tĩnh, người hiểu biết sẽ ít nói. Làm người nên học lấy đức tính điềm đạm, học lấy bớt nóng tính và bất mãn. Làm người nên học lấy cách thể hiện biết một nửa và cầu học một nửa. Mọi việc không nên thể hiện quá tinh tường, quá giỏi sẽ khó có đường đi. Đối với mọi người không nên cứng nhắc, bởi cứng nhắc sẽ không đạt kết quả. Biết nhường một chút, con đường rộng lớn sẽ lộ ra. Biết bao dung, con đường càng rộng mở. Mọi việc không nên cầu hoàn hảo mà chỉ cầu tận tâm làm hết khả năng của mình, bởi 3 phần dựa vào vận mệnh, 7 phần dựa vào bản thân. Khi đắc ý không nên tự mãn, thất bại không nên nhục trí, hoa nở rồi cũng đến lúc phải tàn, con người rồi cùng già đi. Do đó chúng ta không cầu mọi việc như mình mong muốn mà chỉ cầu có thể tận tâm làm hết trách nhiệm. Người bị tổn thương vẫn mỉm cười là người có tấm lòng bao dung. Khi bị nhục mạ, người đó có thể làm ngơ coi như không có thì người đó có trí tuệ siêu phàm. Nhẫn không phải là nhu nhược, mà là tha thứ. Lùi bước không phải là không thể đi mà là thể hiện của cảnh giới nội tâm rộng lượng. Xem mọi thứ nhẹ nhàng đạm bạc thì chính là đang tự tại.